Sáng ngày 27 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo nhằm bác bỏ thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho rằng ở Đắk Lắk đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Trước đó, ngày 25 tháng 3, trên trang Facebook có tên Hoàng Văn Nguyễn đăng tải thông tin cho rằng ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một ca dương tính với COVID-19. Sau khi đăng tải, thông tin này đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, gây nên tâm lý hoang mang trong dư luận. Lý giải về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được thông tin một trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ, bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, ngành y tế đã thực hiện thu thập thông tin, tiến hành điều tra, giám sát dịch tễ. Kết quả xác định trường hợp này là nữ, sinh năm 1999, sinh viên năm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng từ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người này ở trọ tại phường Tân Phong, quận 7 và có làm thêm tại nhà hàng Asima, thường xuyên tiếp xúc với khách người nước ngoài. Tối 20 tháng 3, người này đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Buôn Chấp và tự cách ly tại nhà. Trên xe, người này có mang khẩu trang trong suốt hành trình. Khi về nhà, ở cùng gia đình, không tiếp xúc với ai khác. Chiều ngày 23 tháng 3, người này bắt đầu có biểu hiện ho, khó thở. Đến 15 giờ ngày 24 tháng 3, thì đến Trung tâm Y tế huyện Krông Anna khám và được chuyển thẳng lên khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hiện trường hợp này và những người tiếp xúc gần trong gia đình khỏe mạnh, không ho, không khó thở, không sốt. Ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm âm tính. Riêng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật hiện đã bị cơ quan an ninh công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập làm việc để xử lý. Theo thông cáo báo chí, tính đến 7 giờ ngày 27 tháng 3, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, ngành y tế đã triển khai chủ động giám sát, phát hiện, cách ly, theo dõi 324 trường hợp, trong đó 243 trường hợp đã hết cách ly, 81 trường hợp đang cách ly.